Do ảnh hưởng của cơn bão số 3, nhiều địa bàn khu vực biên giới xảy ra mưa lớn cục bộ và kéo dài. Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị, cơ sở túc trực quân số để sẵn sàng ứng phó với cơn bão, đồng thời giúp nhân dân khắc phục hậu quả do mưa bão gây ra. Tại địa bàn biên giới thuộc các huyện Mộc Châu, Yên Châu và Sốp Cộp, mưa lớn kéo dài đã gây sạt lở đất nhiều tuyến quốc lộ và nhà dân, gây ách tắc giao thông và ảnh hưởng đến đời sống của bà con khu vực biên giới. Các đơn vị thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh đã cử gần 100 cán bộ chiến sĩ xuống địa bàn nơi xảy ra sạt lở để phát quang dọn dẹp bùn đất trôi sạt trên tuyến đường giao thông liên bản, chống trơn trượt, đảm bảo an toàn cho người dân, giúp đỡ các gia đình chuyển đồ đạc ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở cao. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La tiếp tục chỉ đạo các đơn vị tăng cường tuyên truyền vận động nhân dân có biện pháp phòng ngừa, di rời đến nơi an toàn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do mưa lũ gây ra, đồng thời phối hợp với địa phương làm tốt công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, giúp nhân dân ổn định đời sống và sản xuất.